Hiện trên kênh nữa. Dạo này công việc bận quá nên mình không có thời gian chơi game luôn á. Ok, nhưng mà đam mê mà, nói chung là không bỏ được anh em ơi. Mình cũng luôn theo dõi và ủng hộ anh em nha anh em. Ok, hôm lần trở lại này thì mọi người sẽ vẫn còn nhớ tới mình và ủng hộ mình nha anh em. Ok, để coi Tara đã trở lại và có lợi hại hơn xưa hay là hại hơn xưa nha anh em. Rồi ok, mình cùng chào bắt đầu trận đấu nha anh em. Hôm nay mình sẽ solo được top và gặp bạn Gina nha anh em. Gina này cũng bậc A, cũng khá là khó chịu anh em ơi. Cái khả năng miễn thương cũng như cái độ cơ động của nó cũng có nữa, nên là rất là khó chịu luôn. Mình cũng không thể nên coi thường đối thủ nha anh em. Ok, chiến mãn đầu dành cho mình rồi. Ta ra đi đường top thì mình thấy mình đem cái bộc phá nó sẽ giống như là hỗ trợ tốt nhất cho ta ra nha anh em. Kiểu như team bạn sẽ bất ngờ về những cái đòn đao mình gây ra. Máu càng thấp thì lượng sát thương càng cao, mà kèm thêm cái bộc phá đó thì thôi rồi luôn. Tha hồ mà. Cao ít luôn anh em. Ây da. Cướp bùa rồi mà còn bắn chết người ta nữa. Bạn ơi, bớt khổ báo đi, tội nghiệp người ta đi ơi. Ây da. Ây da. Ây da, khá là cửa động luôn. Ây, không không. Đụm luôn rồi anh em ơi. Mình video thả chiêu 2 vô giờ lụm luôn rồi. Gina mới vô bị chết rồi, xong rồi lại chết nữa anh em ơi. Có lẽ trận này thì Gina khó sống với mình rồi. Mình khá là xanh anh em ơi. Trận này mình sẽ cố gắng chơi bất tử luôn em. Cơm bách thì phải có gì đó hấp dẫn cho anh em. Chào mừng những bạn mới đến với kênh của mình nha. Nếu mà ai mới xem kênh chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký nha, một lượt like hoặc một comment nữa để ủng hộ cho mình, cho kênh mình ngày càng phát triển nha. Ok, bột phá nè, chạy hộp. Ok, bạn ấy chết không ba không anh em ơi. Phế nhưng mà bạn ấy vẫn cố gắng lao lên. Chất tướng là một phần không kém phần quan trọng, nhưng cách chơi và cái chiến thuật cũng là một cái cách để mình có thể khắc chế hoặc là chiến thắng đối thủ nha anh em. Gặp trước đối thủ mạnh thì mình phải e dè hoặc là lợi đồng đội, chứ chất tướng nhiều lúc mình chơi không lại, hoặc những chất tướng khắc chế tướng mình thì mình không nên quá hổ báo anh em ơi. Chạy hộp rồi, nó cơ động quá anh em ơi. Thôi bỏ đi. Tính miếng vậy đây à? Tính chất Clara thì cấu rỉa thôi, cứ cấu rỉa rồi đợi hồi chiêu và chơi thôi. Lao chiêu 1 vào, chiêu 2 cấu rỉa xong thì lại chạy thôi. Nếu mà con nào mà nó không có trâu quá thì mình cứ chơi luôn, áp sát quất luôn, tay đôi luôn em. Ta ra giờ này thì cái chiêu 2 nó không còn sát hơn chuẩn nữa, nên là cũng không có ngon lắm, nhưng mà vẫn còn leo rank khá ổn nha anh em. Tại vì tính chất tướng Ta ra dễ chơi.
Dạ, khá là cơ động luôn. Nếu mà có chiêu một mình có thể phóng thành tường nè, anti tăng tốc chạy nè. Cũng khá là ok luôn anh em ơi. Trận này thì mình sẽ đem bộc phá thì mình sẽ cố thủ ở đường top nha anh em. Để khi nào mà mình lấy được cái trụ hay gì đó mình sẽ đi ganh sao anh em ơi. Ok, chết ở phút thứ 6 rồi thì mình mới lấy luôn cái trụ này thôi. Bạn ấy vẫn rất ngoan cố và không hài lòng về những cái mạng mà bị hạ gục nha anh em, kiểu như không cam tâm vậy nên vẫn cứ lao đầu ra cho mình đánh. Giờ thì mình xanh quá rồi, sao mà chơi lại mình được. Bạn ấy quyết định đổi đen lên game được top, giờ mình cũng dí theo luôn em ơi. Ok, chạy hộ. Ok, lại một mạng hạ gục nữa dành cho mình rồi. Team mình đang tới luôn. Team mình tính chất cấu rỉa khá là tốt khi mà có cặp bài trùng video và em tu anh em ơi. Ồ, tưởng đâu không chết bạn Duyên chứ. Video và em tu là cặp bài trùng mà cái tính chất cấu rỉa cực kỳ tốt luôn nha. Cái đòn sát thương gây ra mà ở tầm xa mà, khi mà trúng hai chiêu của hai bạn đó cái là nửa cây luôn em ơi, hơn nửa cây luôn. Theo mình khả năng cấu máu rất là tốt luôn. Thì bạn mid thì Netania nè, cấu máu cực kỳ tốt luôn. Đứng ở ngoài vậy hả, thấy combo thôi, không cần nhất thiết phải ra tay đâu. Chạy nè cấu cho nó hết máu và nó sẽ lui về thôi anh em ơi, không nhất thiết là phải giết được tên bạn. Nếu mà chơi không giết được thì mình cứ cấu máu và nó ít máu thì nó sẽ e dè và nó lui về thôi anh em ơi. Tên bạn có không là danh giá khắc chế hồi máu cũng khá tốt luôn. Trong tướng phép thì mình muốn ngán nhất là cầu mà ganh da nó nghịch độc quá trời. Ok, bạn ấy lại chết, Zena lại chết, có lẽ là một sự cây cứu không hề nhẹ anh em ơi. Xui quá bạn, Zena trận này lại gặp Betara rồi. Tại xui thôi bạn ơi, chuyện xui rủi chắc tôi muốn bạn ơi. Mong là bạn Zena coi được clip này nha. Nếu có thấy clip này thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ây dạ, chơi luôn, cân hai luôn. Hay quá Guido ơi, một pha anti cực kỳ đẹp của Guido luôn. Mời ganh gai chúng tôi. Không được anh em ơi. Quá nóng rồi. Ok, mình đã lên được cái đao kia hồng rồi. Cho mình khỏi hồi máu luôn. Ê, cẩn thận. Nó dùng ram vô có khi chết luôn em ơi. Thực chất nó chỉ là đóng sĩ thôi, chúng ta sát thủ nên là cái đòn ram nó gây ra cũng, với lại nó không xanh nữa nên đòn ram gây ra không đến nỗi mà chết được mình liền luôn anh em ơi. Lại chết. Lao ra là chết. Ok, cảm ơn anh em đã xem video đó cuối nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều.